chọc giận nóc nhà, anh chồng liền nhận hậu quả nặng nề. Ôi trời ơi! Theo đó, cô vợ đã có một trận cãi nhau nảy lửa với chồng mình. Sau khi cãi, cô càng nghĩ càng tức, nhưng có tức mấy thì cũng phải ăn cơm, đúng không? Cô bưng bát cơm lên, ăn được hai miếng thì bỗng nhiên không nuốt nổi nữa, cô liếc nhìn về phía phòng ngủ và càng giận hơn. Thế là cô quyết định dạy cho chồng một bài học nhớ đời. Cô rất thông minh, không dùng bạo lực mà tìm đến ngăn kéo, cô phát hiện ra một tuýp mù tạt. Ý tưởng bá đạo lóe lên, cô lập tức lấy mù tạt ra, nặn một đống vào bát mì. Tưởng tượng như đang bóp nghẹt chồng mình, cô bóp tuýp mù tạt với tất cả sức lực. Một tuýp chưa đủ, cô nặn thêm tuýp nữa, hai tuýp mù tạt làm bát mì chuyển thành màu xanh. Cô hì hục trộn đều bát mì như một nhà hóa học điên cuồng. Nhưng cô vợ này nghĩ rằng thế vẫn chưa đủ, cô tiếp tục pha chế độc dược khác. Cô uống hết chai coca rồi đổ giấm vào chai rỗng. Sau khi thu dọn hiện trường, cô ra ngoài chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn từ camera giám sát. Ngay khi cô rời đi, anh chồng từ phòng ngủ bước ra. Anh ta vừa bước ra vừa lẩm bẩm trách móc vợ. Sau đó, anh thoải mái ngồi trên ghế sofa xem TV. Một lát sau, anh cảm thấy đói bụng. Thấy bát mì trên bàn, anh không suy nghĩ nhiều, cầm đũa và ăn một miếng lớn. Ngay lập tức, cảm giác cay xé làm anh ho dữ dội, cảm giác như có luồng khí sộc thẳng lên não khiến anh không thể chịu đựng nổi. Anh đau khổ ôm đầu và chỉ muốn uống nước ngay lập tức. Nhìn thấy chai coca trên bàn, anh không do dự cầm lên và uống một hơi dài. Kết quả lại thêm một bi kịch nữa xảy ra. Sự kết hợp của mù tạt và giấm khiến anh cảm thấy như đang trải qua sự tra tấn cực độ. Anh đau đớn quay vòng tại chỗ, sau đó mới lấy chai nước trên bàn để súc miệng. May mắn thay, vợ anh đã không ác đến mức thay nước bằng giấm trắng, nếu không, đó mới thực sự là kết thúc đau đớn cho anh. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy hậu quả của việc đừng dại dột mà chọc giận nóc nhà nếu không muốn chuốc họa vào thận. Đừng quên để lại cảm nghĩ của các bạn về nội dung này ở phần bình luận bên dưới và hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hài hước tiếp theo nhé!